Tử vi về ngày 12 tháng 1 âm lịch Nhâm Dần. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 12 tháng 1 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, xà đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 12 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 12 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 23 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Nhâm Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Kim Bạc Kim, ngày Nhâm Dần thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày này đó là Canh Thân, Bính Thân và Bính Dần. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như xuất hành, đi thuyền, cho vay, sửa chữa. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 12 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh. Cho nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời, cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là vị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. May mắn trong ngày còn có Kim Sư đóng mệnh, đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Sửu cũng cần chú ý cần có hung tinh kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có cát tinh là Văn Xương quý nhân chiếu mệnh, đem lại những may mắn trong công việc, học hành của gia chủ tuổi Dần. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng.
Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, trong ngày còn có các thần thiên ất quý nhân đồng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những hỏa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là vị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngoài ra còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên trong ngày Nhâm Dần, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bạn cần nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, người tuổi Tỵ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày có hai cát tinh là thiên ất và thái cực đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Tỵ. Thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Còn thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiếu quý nhân, giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh các phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Bên cạnh đó có các thần là quốc ấn giáng chiếu. Thời gian này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày cần có các tinh thái cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu
để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hưu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. May mắn trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 12 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.